Website đào tạo Forex gửi nhà đầu tư, đây là tài khoản của Bùi Trung Hậu, học viên của đào tạo Forex. Anh hiện giờ đang là làm ở bên hãng hàng không Jetstar Pacific nha. Đây là tài khoản 632456. Tài khoản này đã được rút hết tiền ra và mọi người sẽ xem này, tài khoản này giao dịch từ ngày bao nhiêu đến đâu. Thì phần này không còn vướng lệnh, tiền đã rút hết khỏi tài khoản. Mọi người xem nhé, phần trade trống nha. Rồi, qua đến phần account history. À, tài khoản này được mở vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, deposit lần đầu là 400, lần thứ hai là 200. Đó, và mọi người xem này. Đây, toàn bộ tất cả các bạn full lịch sử giao dịch. Nhà đầu tư thì khi học ở đâu thì phải coi được tài khoản giao dịch của cả người đứng ra đào tạo và cả học viên ở đấy. Thì deposit vào tài khoản này là gì nhỉ? 964 đô. Đó. Lời là 1388 đô. Đó, rút ra tổng cộng tài khoản này rút ra hết là 2353 đô. Vậy thì mọi người xem này, đúng, hết tiền nha. Vậy thì tôi sẽ xuất lịch sử giao dịch. Mọi người không nên coi chỉ cái mặt này, bởi vì mặt đằng trước phần trade này có thể là nhà họ vướng lệnh rất là nhiều, nhưng mà tài khoản này không có vướng lệnh, rút hết tiền rồi. Thì mọi người chỉ cần ấn vào đây và in lịch sử giao dịch ra thì mọi người sẽ có thể thấy được hết tất cả các cái lệnh vướng. À, mọi người sẽ xem, sẽ thấy được hết tất cả các cái lệnh vướng ở trên này hay không vướng. Tài khoản này mọi người sẽ xem, đây là gọi là lịch sử giao dịch. Cái này là Bùi Trung Hậu nha. Đó, 632456, mọi người xem. 632456. Rồi, mọi người sẽ xem. Đó, đây đúng không? Ngày nạp tiền. Đây, ngày nào? Đây mọi người xem này. Đúng chưa? Rồi, mọi người sẽ xem theo dõi từ từ nha. Đó. Đây mới là một lịch sử giao dịch chuẩn. Không còn vướng lệnh gì hết nha. Open trade phần này đã hết, không còn vướng lệnh nha. Đó, rút tiền ra này. Đó. Đó. Rút toàn bộ tiền ra khỏi tài khoản. Đó. Và gì nhỉ? Không còn vướng lệnh nào bên này. Mọi người xem. Ok chưa? Đó. 632456. Mọi người nhớ nha, 632456. Và gì? Qua bên này, 632456. Mọi người phải coi được lịch sử giao dịch chứ không nên coi hình chụp nhá, bởi vì hình chụp sử dụng Photoshop chỉnh sửa được. Đó. Website đào tạo Forex là đơn vị duy nhất dám cho nhà đầu tư thấy toàn bộ những lịch sử giao dịch của cả thầy và trò. Rồi, xin cảm ơn nhà đầu tư.